Nó giãn ra kìa. Một chuyến đi 5 ngày ở trong rừng. Mình là Quý Lê Bụi và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Như đã nói thì đây là một chuyến đi tới một khu rừng tại Đắk Nông trong vòng 5 ngày. Mục đích của chuyến đi này đó chính là khảo sát lại các địa điểm mới nhằm kích cầu du lịch cho khu rừng này. Và nhiệm vụ của mình đó chính là chụp ảnh lại các địa điểm ở đây. Trong chuyến đi này thì mình đã được khám phá và trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị và mới mẻ. Cùng xem hết video để biết những điều thú vị tại khu rừng này nhé. Mình xuất phát từ Cần Thơ với 4 thành viên và đi 2 xe lên Sài Gòn. Tại Sài Gòn thì mình sẽ gửi xe lại và nhập đoàn đi chung với 2 thành viên nữa và xuất phát thẳng đến Đắk Nông. Quãng đường từ Sài Gòn đến Đắk Nông gần 250 km. Lần đầu tiên ngồi xe phân khối lớn đi một quãng đường dài như vậy, đó là chính là trải nghiệm mới mẻ đầu tiên của mình. Sau hơn 5 giờ đi xe thì cuối cùng cũng đã đến được điểm dừng chân. Đây là một căn nhà dài truyền thống của người dân Tây Nguyên. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy căn nhà dài này. Thật ra đây là một căn nhà đã được xây dựng lại để phục vụ cho du lịch tại đây. Căn nhà được cất lên cao nhằm chống thú dữ. Sau khi tới nơi thì đoàn mình đã được các anh kiểm lâm tiếp đãi một bữa ăn nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Sau khi ăn xong thì cảm thấy trời có chút lạnh, cho nên mọi người ra ngoài sân đốt lửa sưởi ấm. Không khí ở đây về đêm cực kỳ lạnh, ngồi bên đống lửa hơ tay hơ chân cho đỡ lạnh một xíu. Ngồi nói chuyện tầm 30 phút thì mọi người cũng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai để bắt đầu chuyến khảo sát. Mình sẽ mô tả sơ cho mọi người biết về khu rừng này. Khu rừng này có tên là Nam Tây Nguyên, nằm ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông, rộng hơn 27.000 hecta. Nơi đây có quốc lộ 14C chạy qua. Và điều đặc biệt ở đây không có wifi, không có sóng điện thoại và không có điện, hoàn toàn tách biệt với thị trấn đông đúc bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe trong vòng 5 ngày ở đây thì mình đã được trải nghiệm những điều gì. Đầu tiên đó là đi check-in trong rừng. Trong chuyến này thì đoàn mình đã đi check-in rất nhiều, bởi vì toàn là đường rừng không thể dùng xe máy được. Đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Là một khu rừng nguyên sinh nên đúng kiểu cắt rừng mà đi. Các anh kiểm lâm đi trước dọn đường, chặt những cây to, sau đó là đến đoàn mình đi phía sau. Mặc dù rất là mệt nhưng được ngắm nhìn những thảm thực vật vẫn còn nguyên sinh nơi đây thì thật là thú vị. Cái tên cây như này chắc cây, cái vỏ này kiểu như cây bạch đàn hay cây tràm, cây bạch đàn. Điểm đầu tiên đoàn đi khảo sát đó chính là thác Tiên Sa, cách nhà dài tầm 4-5 km đi check-in. Một ngọn thác thẳng đứng cao tầm 30-40 m. Trước đây thì mình đã từng đi các con thác tại các địa điểm du lịch khác, nhưng đây là lần đầu tiên mình được ngắm nhìn một con thác còn hoang sơ tại một khu rừng nguyên sinh như vậy. Thực sự khi chứng kiến tận mắt mới nhìn thấy được sự hùng vĩ của con thác này. Đâu xe phi dưới nhất ơi. Nó giãn ra kìa. Trải nghiệm tiếp theo là ăn gà nướng. Gà nướng thì ăn nhiều rồi nhưng mà ăn dưới ngọn thác ở trong rừng nguyên sinh như thế này thì đây là lần đầu tiên. Đã bao giờ bạn đi cắm trại bên một loài thông chưa? Mình thì là lần đầu tiên. Không khí thì lạnh ngắt, mây mờ sương mù phủ kín lối, khác xa không khí khói bụi thành phố hàng ngày. Đây là một đồi thông ở Nam Tây Nguyên. Trên đồi thông này có một khoảng trống rất là đẹp. Đoàn mình dự định sẽ tổ chức các tour cắm trại và camping tại đây.
Ngày kế tiếp thì đoàn đi đến khu cây di sản. Đây là tới chưa anh? Đây là khu cây cổ thụ với những gốc rất là to, 4 đến 5 người ôm mới giáp được. Tuổi thọ thì 40 đến 50 năm gì đó. Trong rừng này thì còn rất nhiều cây như vậy. Theo lời của các anh kiểm lâm thì đây chính là cây bằng lăng. Còn đây là lá tai voi, nó giống như mùi của nước xá xị mình hay uống, dùng để cuốn thức ăn như các loại dao bình thường khác. Một trải nghiệm khác cũng thú vị không kém đó là đi xe máy trong rừng. Các bạn thường gọi đây là xe máy nhưng ở đây các anh gọi là xe cỏ. Do chạy trong rừng nhiều nên dàn vỏ bên ngoài hầu như đã bể nát hết, chỉ còn phần khung sườn bên trong thôi. Chạy trong rừng thì cũng rất là ok. Trong 5 ngày trong rừng thì đoàn mình đã tiếp đãi toàn những món ăn đặc sản ở đây. Ngồi ăn cùng các anh kiểm lâm ở đây được nghe các anh kể những câu chuyện khi đi rừng, mới biết được thật sự trong rừng sâu vẫn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa khám phá ra hết, còn rất nhiều điều thú vị trong đó. Rừng góp phần không nhỏ trong việc cung cấp oxy cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn cũng như bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Có những đoàn sau khi đi cắm trại tại đây thì để lại rất là nhiều rác thải. Những loại rác này rất là khó phân hủy. Thứ nhất sẽ làm ảnh hưởng đến thảm thực vật tại đây. Thứ hai là làm mất vẻ đẹp một khu rừng nguyên sinh như thế này. Mỗi chúng ta hãy là một người có trách nhiệm khi đi du lịch, không để lại gì ngoài những dấu chân mà không lấy đi gì ngoài những bức ảnh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình vẫn còn các tập rất thú vị tại đây. Hãy đăng ký để xem những tập tiếp theo nhé.